Chào mừng anh chị em đã trở lại với chương trình Tiếp sức Mùa dịch Plus. Hôm nay đã là ngày thứ 38. Chúng ta cũng không thể nào mà tưởng tượng được là mình đã đi được một đoạn đường khá dài suốt những ngày qua. Và còn vài ba ngày nữa thôi thì ngày 15 tháng 9 đã đến. Nhưng mà chắc chắn là chưa có được gỡ phong thành đâu. Cho nên chúng ta sẽ cùng còn học chung với nhau hết tuần lễ này. Đến thứ Bảy tuần lễ này thì chắc là mình sẽ xong cái sách Khải Huyền. Chúng ta sẽ đi đến đó. Trong ơn của Chúa, tôi tin là Chúa sẽ dùng những cái lời này để nâng đỡ, để khích lệ, cũng như là để cảnh tỉnh hết thảy mỗi một chúng ta. Khi những cái dấu hiệu của thời đại cho mình biết rằng là cái giờ cuối cùng nó rất cận kề. Hôm qua thì chúng ta kết thúc ở trong cái chương 18, đó là cái đám táng của Babylon lớn, đó là nickname của Jerusalem hay là của một cái hội thánh bội đạo. Hôm nay thì chúng ta sẽ sang chương số 19. Nhưng mà tôi muốn anh chị em xem lại cái câu 20 của chương 18 trước. Hỡi trời, hãy vui mừng vì nó. Các thánh đồ, các sứ đồ, các nhà tiên tri cũng hãy vui mừng đi. Vì Đức Chúa Trời đã kết án nó theo cách nó đã đối xử với các ngươi. Sao không phải là hỡi đất, hãy vui mừng, mà là hỡi trời. Lý do là đất nó buồn. Cái chị đại Cave Jerusalem bị thiêu rụi trong tích tắc thì đất làm sao mà vui nổi. Cái bà tổ đĩ này đó là cái nguồn vui, là cái nguồn cảm hứng, là bạn hàng chính yếu của toàn thế giới. Đang ngon, đang lành, đang tốt tươi như vậy, bỗng chuyển sang từ trần thì làm sao mà vui được. Chỉ có trên trời, những ai thuộc về trời mới vui được. Mà những ai thuộc về trời, các thánh đồ, các sứ đồ và các tiên tri. Và chương 19 hôm nay đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cảnh hoan hỷ vui mừng ở trên trời khi mà cái án phạt dành cho Babylon lớn, tức là hội thánh bội đạo, đã thi hành xong. Chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu số 5. Sau đó tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của một đoàn người đông đảo nói rằng: Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài là chân thật và công minh. Ngài đã phán xét đại kỹ nữ, kẻ đã dùng sự dâm loạn của mình làm hư hỏng đất. Và Ngài đã báo thù về máu của các đầy tớ Ngài do kỹ nữ ấy làm đổ ra. Họ nói lần thứ hai: Hallelujah, khói của nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão và 4 sinh vật phủ phục và thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngai và nói: Amen, Hallelujah. Có tiếng từ ngai bảo rằng: tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Ngài. Cư dân trên trời vui không phải vì cái sự chết của kẻ ác đâu, mà là vui vì cuối cùng là công lý của Đức Chúa Trời được thực thi. Như đã nói trước đây đó, sự phán xét của Đức Chúa Trời là không bị chi phối bởi cái cảm tính, không bị chi phối bởi cái cảm xúc như con người chúng ta. Chúa xét xử mọi sự là theo cái bản tính công chính và cái đức thánh khiết của Ngài. Anh em còn nhớ cái tiếng kêu của những linh hồn ở dưới bàn thờ trong chương 6 từ câu 9 đến câu 11 không? Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Còn bao lâu nữa Chúa mới xét đoán, và vì máu chúng tôi mà báo thù những kẻ trên đất. Câu số 10. Câu 11. Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng và được bảo phải an nghỉ ít lâu nữa cho đến lúc đủ số những bạn đồng lao và anh em của họ bị giết như họ. Và rồi trong chương này, ở câu số 2, tức là chương 19 câu 2, thì Chúa đã báo thù về máu của các đầy tớ Ngài do kỹ nữ ấy làm đổ ra. Không phải là cho Antichrist và cái thể chế của nó lột trần, cái đại dâm nữ rồi ăn thịt rồi thiêu cháy nó rồi thôi. Không? Chúng ta biết là không phải Chúa trực tiếp giết dâm nữ Babylon lớn đâu, mà là Antichrist và chính thể của nó. Không phải là Chúa để cho Antichrist và chính thể của nó là lột trần rồi ăn thịt rồi thiêu cháy Babylon lớn rồi thôi. Chết vậy đâu có xứng với tội của nó. Đâu có cái chuyện mà ác nhiều ác ít gì cũng đập phát chết rồi thôi. Làm gì có chuyện chết là hết như mấy ông chứng nhân Jehovah và những ông vô thần ổng tin. Kinh Thánh bảo gì? Khói của nó bay lên đời đời. Không phải bị Antichrist thiêu cháy rồi xong, mà là bị thiêu đời đời kiếp kiếp như vậy đó. Chúa luôn thành tín trong cái việc ban phước, và Chúa cũng luôn thành tín trong cái việc giáng họa. Và cái sự phán xét của Chúa đó luôn là chân thật và công minh. Không có chuyện bóng gió hay biểu tượng gì trong cái chuyện hình phạt hết đó. Đó là thật. Đó chính là cái lý do xứng đáng mà Chúa đáng được tụng ca, Chúa đáng được chúc tụng đó anh chị em. Anh chị em có biết rằng ở trong Kinh Thánh Tân Ước là có bao nhiêu lần cái từ Hallelujah được sử dụng không? Chỉ có tất cả là 4 lần thôi. Và cả 4 lần đó nó đều nằm ở trong cái chương 19 này. Ngạc nhiên chưa? Hôm nay thì chúng ta sẽ không đi sâu vào cái chuyện đó. Anh chị em nào có hứng thú rồi tự khám phá cái lý do là tại sao nha. Như vậy thì cái lý do đầu tiên mà cư dân trên đất trên trời vui đó là vì cái công lý của Đức Chúa Trời cuối cùng đã được thực thi. Và cái lý do thứ hai mà cư dân ở trên trời vui là vì tiệc cưới chiên con. Chúng ta xem từ câu 6 cho đến câu số 8. Rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một đoàn người đông đảo, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn nói rằng Hallelujah. Vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài. Vì lễ cưới chiên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mịn là những việc công chính của các thánh đồ. Thì cứ chiên con là lúc mà chàng rể là chiên con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giêsu phục sinh trình diện cô dâu, tức là hội thánh thật á, trước cha Ngài, như là Ê-phê-sô chương 5 câu 27 đã nói rằng là nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Thì cứ chiên con đó được đề cập là sau khi đại dâm nữ đã bị xử xong, khiến chúng ta liên tưởng đến cái hình ảnh là cái hoàng hậu Vả Thi mà bị phế truất thì mở đường cho trinh nữ Esther lên ngôi chánh cung. Mình thấy nó có những cái sự liên đới mà rất là thú vị ở trong Kinh Thánh. Chúng ta không biết là cái cô ấy, tức là cái trinh nữ hội thánh á, hội thánh thật á, mình không biết là được rước lên hồi nào, mà bây giờ chỉ thấy là sẵn sàng ở trên đó rồi vậy hả? Nếu anh chị em nào mà biết cái phong tục cưới hỏi của người Do Thái đó, thì không có lăn tăn gì về cái chuyện cô dâu có mặt cái nhà trai rồi mới tiến hành tiệc cưới 7 ngày 7 đêm. Đến chương 21 này chúng ta mới có dịp chiêm ngưỡng cô dâu. Còn ở đây thì mình chỉ điểm qua cái sự kiện tiệc cưới để Hallelujah, để ngợi khen Chúa thôi. Mà nếu mà chiếu theo cái thời gian biểu của Lai Thế Học đó, thì tiệc cưới chiên con là đã diễn ra trên trời suốt 7 năm. Tức là suốt cái thời gian mà ở dưới đất này đang diễn ra cơn đại nạn đó anh chị em. Nhớ là đại nạn là đối với người Do Thái, đối với người ngoại và đối với hội thánh bội đạo. Vì cái là chúng ta đang học là sách Khải Huyền giải luận, chứ không có học Lai Thế, cho nên mình không có đi sâu sang cái chuyện là hội thánh được cắt lên, rồi tòa đấng Christ, rồi tiệc cưới, rồi chiên con, rồi các thứ. Chúng ta chỉ bám theo cái bản văn mà mình học thôi, chứ mình không có đi ra ngoài cái bản văn. Nếu anh em nào mà có cái hứng thú, anh chị em có thể tìm học vào những cái bộ môn như là Lai Thế Học, anh em sẽ có thể hiểu được nhiều hơn. Kinh Thánh bảo gì ở đây? Câu số 9, thiên sứ nói cùng tôi rằng hãy viết phước cho những người dự tiệc cưới chiên con. Thiên sứ lại nói đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Ai là người được dự tiệc cưới chiên con? Và tại sao là được dự tiệc cưới chiên con lại là được phước? Trước hết, cái thành phần mà được dự tiệc cưới chiên con là cô dâu, là hội thánh thật. Tiếp theo là thánh đồ ở trong Cựu Ước. Chúng ta xem Luca chương 13 câu 28 câu 29. Khi ấy các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Rồi từ Đông, Tây, Nam, Bắc người ta sẽ đến ngồi dự tiệc ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Dự tiệc cưới là được phước. Vì sao? Vì cái số không được dự đó là sẽ ở chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến răng. Anh em nhớ là cái ẩn dụ mà 10 trinh nữ đó, 10 người nữ đồng trinh đó, 5 người khôn, 5 người dại, thì chúng ta sẽ biết được cái chuyện đó. Cho nên hãy cố gắng mà có mặt ở trong tiệc cưới của chiên con nha anh chị em. Bằng không là anh chị em chắc chắn sẽ có mặt trong cái tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 17 của chương 19 này, ở trong cái ngày cuối cùng thì đằng nào là cũng được dự tiệc à. Một là ở trên trời, hai là ở dưới đất này. Trên trời thì tiệc cưới, dưới đất là tiệc chém. Anh chị em có thể xem lại cái bài học, cái loạt bài học về hội thánh học đó, đặc biệt là những cái bài cuối đó, để anh chị em biết mình cần phải chuẩn bị như thế nào với cái tư cách là nàng dâu của Đấng Christ. Chúng ta xem câu số 10. Tôi phủ phục dưới chân thiên sứ để thờ lại, nhưng thiên sứ bảo đừng làm như vậy. Ta là bạn đồng lao với ngươi và các anh em ngươi là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì lời chứng của Đức Chúa Giêsu là tinh thần của lời tiên tri. Kinh Thánh cấm con dân Chúa thờ lại thiên sứ. Tôi nghĩ rằng là con dân Chúa thuộc các hệ phái Tin Lành đó, thì chắc là không có thờ lại thiên sứ, thiên thần như bà con bên Công giáo. Cũng không có cúng sao như người ngoại. Cúng sao là một cái hình thức thờ thiên sứ đó anh chị em. Tuy nhiên là một số tô con Chúa đó, thuộc các hệ phái Tin Lành đó, thì lại rơi vào một cái trạng thái quá khích, đó là sai bảo thiên sứ. Đồng ý rằng là trong Hebrew chương 1 câu 14 nó có nói rằng là thiên sứ là các linh phục vụ, ministering spirits, được sai xuống để phục vụ chúng ta là những người được hưởng ân cứu rỗi. Nhưng mà anh chị em cần nhớ là chúng ta không phải là chủ của họ, Chúa mới là chủ của họ. Chúa mới có quyền sai khiến họ, tức là các thiên sứ, chứ không phải chúng ta. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh này cho chúng ta thấy có cái trường hợp là người tin Chúa sai bỏ thiên sứ làm này làm nọ cả. Thành ra đừng có mà sai các cái vị ấy là nói đem ngựa lửa, xe lửa đi làm chuyện này, chuyện kia, là ma quỷ nó cười cho nó. Đừng có thấy ai làm gì cũng bắt chước anh chị em. Mà hãy kiểm chứng lại bằng Kinh Thánh. Làm gì cũng phải có cái sự hậu thuẫn của Kinh Thánh. Hãy xem xét là cái bối cảnh của cái câu Kinh Thánh đó chẳng hạn. Nó có bảo mình rằng là cơ đốc nhân có quyền sai khiến thiên sứ làm việc này, việc nọ hay không. Nếu không, đừng làm. Tin mà không biết là mê tín anh chị. Chúng ta đi tiếp tục. Bây giờ tôi thấy trời mở ra, câu số 11. Và kìa, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi ngựa có tên là Thành Tín và Chân Thật. Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên. Trên có đề một danh mà ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo đã được nhúng trong máu. Danh Ngài được gọi là lời Đức Chúa Trời. Các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và tinh khiết. Cởi ngựa trắng đi theo Ngài. Từ miệng Ngài có một lưỡi gươm bén dùng để đánh các nước. Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng ép nho của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo và trên đùi Ngài có ghi một danh: Vua của các vua, Chúa của các chúa. Đây là cái quan cảnh về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Đây là lúc mà Chúa quan lâm cùng với hội thánh của Ngài. Trong cái hình ảnh là các đạo quân trên trời đây. Trong linh giới đó thì dân nhìn thấy là các đạo binh đều mặc vải gai mịn, trắng và tinh khiết, cởi ngựa trắng đi theo Chúa. Nhưng mà dưới đất đó thì anh chị em biết là dưới đất là lúc này là người ta chỉ thấy Chúa ngự xuống với các đám mây, trong hình ảnh của một vị thẩm phán hay là một vị quan án. Xin nhớ cho rằng là từ góc độ tiên tri đó, thì cái phần Kinh Thánh này, tức là từ câu 11 đến câu 16 là đỉnh điểm của tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh anh chị. Cái lời tiên tri mà nó liên quan đến sự tái lâm của Chúa Giêsu nó nhiều hơn cái lời tiên tri mà nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu đến 8 lần. Và anh chị em biết không, có 325 lời tiên tri trong Kinh Thánh. Nó liên quan đến cái sự kiện mà được đề cập ở trong Khải Huyền chương 19 từ câu 11 đến câu 16 đây đó. 325 lời tiên tri tập trung vô cái sự kiện đó. Cái điều này nó nói là gì? Cái sự tái lâm của Chúa Giêsu là chắc chắn sẽ xảy ra. Có rất là nhiều cái điều ở trong cái quan cảnh Chúa quan lâm cùng với hội thánh của Ngài trong cái phần Kinh Thánh này. Nhưng mà vì chúng ta không có thời gian để đi vào chi tiết, tôi chỉ muốn anh chị em tập chú nơi cái câu 15, vì nó có liên quan tới cái tiệc lớn của Đức Chúa Trời ở phần sau thôi. Câu 15 nói rằng là từ miệng Ngài có một lưỡi gươm bén dùng để đánh các nước. Rồi chúng ta xem từ câu 17 cho đến câu 21 cái phần còn lại. Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, lớn tiếng gọi các loài chim chóc bay giữa trời. Hãy đến, hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, để ăn thịt các vua, thịt các tướng lĩnh, thịt những người có thế lực, thịt ngựa và những người cưỡi ngựa, thịt của tất cả mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn. Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. Những con thú bị bắt. Và tiên tri giả, kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của đấng cưỡi ngựa. Tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê. Tiệc lớn của Đức Chúa Trời đây ấy, chính là cái tòa phán xét dân ngoại trong Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 31 đến câu 46 đó anh chị. Và đây cũng là cái trận chiến của các vua trong thế gian, tức là những vị vua mà đã hội quân ở tại Hạc-ma-ghê-đôn, trong cái ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng mà chương 16 câu 14 và câu 16 đã cho mình biết. Và đây cũng chính là cái trận chiến giữa Antichrist và chiên con đã được nói đến ở trong chương 17 câu số 14. Cái câu 21 ấy, cho chúng ta thấy là người ta bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa gì? Không phải bằng cái gươm, tất cả là bị xét xử bằng lời của Chúa. Tất cả sẽ bị xét xử bằng lời của Chúa. Nếu anh em đối chiếu cái tòa phán xét dân ngoại đó ở trong Ma-thi-ơ 25 cùng với các cái nơi khác thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái việc là thanh gươm ra từ miệng Chúa. Chúa sẽ xét xử người ta như thế nào trong cái lần cuối cùng này, mà đây được gọi là gì? Cái tòa chung thẩm hay là trũng phán xét Giô-sa-phát đó, ở trong Cựu Ước có nói. Tôi muốn anh chị em xem ở trong Văn chương 12 câu 47 đến câu 48. Nếu người nào nghe lời ta mà không vâng giữ thì không phải ta phán xét người đó, vì ta đến không phải để phán xét thế gian nhưng để cứu chuộc thế gian. Người nào chối bỏ ta, không chịu tiếp nhận lời ta, thì đã có một quan tòa xét xử. Chính lời ta đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. Cái thẩm quyền cuối cùng hay là cái thẩm quyền tối cao của tất cả mọi cái việc xét xử đó đã được giao cho lời của Đức Chúa Trời. Chính lời Chúa là cái chuẩn mực công bằng, không thiên vị, không thay đổi mà mọi người phải đối chất ở trong cái ngày phán xét. Cứ theo đó mà xét, cứ theo đó mà xử thôi. Lời Chúa là luật trời, cho nên là tin Chúa hay không tin Chúa gì cũng bị chi phối bởi cái luật này hết. Thuận với trời thì còn, mà nghịch với trời thì bị diệt. Đó là cái quy luật rồi. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho anh chị em trong thời gian này, nếu ngày mai mà Chúa Giêsu tái lâm thì quý vị sẽ được dự tiệc nào? Tiệc cưới chiên con ở trên trời hay là tiệc lớn của Đức Chúa Trời ở dưới đất? Nếu câu trả lời của quý vị là tiệc cưới chiên con, vậy thì căn cứ vào đâu mà quý vị biết rằng mình sẽ được dự tiệc cưới chiên con? Xin Chúa dùng lời này để tỉnh thức tôi và hết thảy anh chị. Xin hãy điều chỉnh cái đời sống của mình. Nếu quý vị là những người đã tiếp nhận Đức Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy chuẩn bị chính cái đời sống của mình. Hãy tỉnh thức thật sự. Vậy hỏi chính mình rằng khi Chúa Giêsu trở lại, mình có thật sự đủ chuẩn để được đem đi với Ngài không? Nếu quý vị là chưa một lần tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa, thì xin hãy nhớ cho rằng chỉ có những người thật sự thuộc về Chúa Giêsu mới được vào dự tiệc cưới chiên con. Còn lại là sẽ dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, đó là tiệc phán xét dành cho muôn dân. Hãy quyết định khi còn có cơ hội ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Ngài vẫn tiếp tục lấy ơn của Ngài mà hé lộ cho chúng con biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai, trong cái số phận mà Chúa sắm sẵn. Thật Ngài có ban cho chúng con cơ hội khi còn sống ở trên đất này để quyết định chọn cho mình một cái nơi tham dự trong thời khắc cuối cùng. Đó là tham dự tiệc cưới chiên con hay là dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, tức là tiệc phán xét dành cho muôn dân. Lạy Cha, xin tỉnh thức hết thảy chúng con. Dù chúng con là người đã cầu nguyện tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa, thì xin cũng hãy tỉnh thức hết thảy chúng con, để chúng con biết giữ áo sống mình thanh sạch. Chúng con luôn ở trong cái tình trạng chờ đợi Chúa quan lâm. Chúng con biết làm lợi ra những gì mà Chúa giao cho chúng con. Nếu quý vị thân hữu của chúng con là những người chưa biết Ngài, hoặc là chưa có cơ hội mở lòng ra tiếp nhận Ngài, thì lạy Chúa Thánh Linh, con cầu xin Chúa khiến cho họ tự cáo về tội lỗi, sự công bình, sự phán xét, và ban cho họ tấm lòng ăn năn, để họ có thể nắm lấy cơ hội này mà tiếp nhận Đức Giê-xu, Con Đức Chúa Trời hằng sống, làm cứu Chúa của cuộc đời mình, để khi giờ đến, họ cũng được đón đi cùng với hội thánh thật của Chúa, để bước vào dự tiệc cưới chiên Con, thay vì phải ở lại trên đất này chịu cái sự phán xét trong chốn hình khổ trong ngày cuối cùng. Cầu xin sự bình an Shalom của Chúa ở cùng với hết thảy anh em con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con cầu xin Chúa chữa lành cho tất thảy con cái Chúa, tôi tới Chúa đang bị dương tính với Covid-19 này, đang nằm trong các cái bệnh viện, trong các cái trung tâm cách ly. Xin chữa lành cho họ hết thảy hoàn toàn chơi, và đem anh em con trở về trong cái sự khỏe mạnh. Xin Chúa cho họ có thể mạnh dạn lớn tiếng công bố rằng tôi sẽ không chết đâu nhưng sẽ được sống, để thuật lại công việc lạ lùng của Đức Giê-hô-va. Cầu xin sự thương xót và nhân từ của Chúa ở cùng với hết thảy anh em con. Con cũng nhân danh Chúa Giê-xu cầu xin Chúa bảo vệ quý đầy tớ Chúa và hết thảy anh em con, những người đang hăng say sốt sắng trong cái việc thiện nguyện, cứu giúp những người đang có nhu cầu ở các cái vùng có dịch, những cái nơi mà cái độ lây nhiễm thực sự cao. Xin bảo vệ họ một cách an toàn tuyệt đối trong ơn và trong sự thương xót của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con trình dâng ngày mới này trong ân sủng và sự thương xót của Cha. Chúa đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.